cầm bút tẩy trái. Bố tôi là một người nóng tính. Cao cái đầu lên. Nói mãi rồi. Bố tôi là một người keo kiệt. Bố tôi là một người vô tâm. Tôi đã lớn lên với những suy nghĩ như vậy mà không hề biết có những yêu thương chỉ được hiểu thấu qua thời gian, và có những câu chuyện không cất thành lời. Sắp đóng tiền học cho con rồi, em tính lại xem nó đủ chưa. Mà em xem thế nào mua cho con một bút màu. Về rồi hả con? Con chào bố mẹ ạ. À.